Trân trọng kính chào khán giả đài truyền hình SPTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin đầu tuần với Đỗ Dũng. Hôm nay là ngày thứ hai 11 tháng 4 năm 2022. Xin chào anh Hồ Văn Xuân Nhi. Vâng, thân mến, chào anh Đỗ Dũng và một lần nữa xin kính chào quý khán giả đài SPTN. Thưa quý vị, mới đây dân biểu Kevin McCarthy của Đảng Cộng hòa tiểu bang California và đang là trưởng khối thiểu số tại Hạ viện có xuất hiện trên chương trình Fox Business với nhà báo Maria Bartiromo. Trong đó cô này có hỏi cái chuyện là nếu Đảng Cộng hòa chiếm lại Hạ viện vào năm tới, tức là trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay mà họ thắng, thì liệu họ có chốt phế ông Biden như ông McCarthy hăm dọa lâu nay hay không? Thì ông McCarthy bảo có chứ, nhưng chúng tôi không làm chuyện đó vì mục đích chính trị. Chúng tôi làm vì những chuyện khác, những cái chuyện mà có thể nói rằng là thất bại của ông Biden, hoặc ông Biden vi phạm luật lệ, hoặc là những cái chính sách của ông Biden. Ví dụ như là sẽ cho điều tra là Covid có thật hay không? À, tại sao người ta đến biên giới đông vậy? Người ta nhập di dân lậu tràn qua biên giới đông vậy? Tại sao cái cuộc rút quân khỏi Afghanistan mà thất bại là 13 binh sĩ Mỹ bị tử trận? Thưa anh Hồ Văn Xuân Nhi, tất cả các cuộc mà chất phế ở trên vũ trụ, gọi là trong lịch sử Hoa Kỳ ở vũ trụ này, nó đều là chính trị, anh công nhận với tôi không? Đúng. Luật nó đâu có nói là phải chất phế đâu, đúng không? Luật là chính trị. Nhưng mà tại sao ông Kevin McCarthy lại bảo là chúng tôi chất phế không vì chính trị mà vì những cái lý do khác? Tôi không hiểu, anh có thể giải thích chuyện này, ý không nói gì anh? Dạ vâng, thưa anh Đỗ Dũng, kính thưa quý vị, thì trước hết thì riêng cá nhân của chúng tôi thì không đồng ý với vấn đề cái thủ tục gọi là impeachment, truất phế các vị tổng thống. Ba cái nhánh của hiến pháp Hoa Kỳ, lập pháp, hành pháp và tư pháp đều ngang nhau, có quyền ngang nhau. Và dĩ nhiên vì cái quyền ngang nhau và họ có quyền kiểm soát lẫn nhau, hiến pháp quy định cho mỗi một cái nhánh họ có những cái quyền hạn đối với cái nhánh khác, cái branch kia, để kiểm soát lẫn nhau cho cái hiến pháp Hoa Kỳ nó được vững mạnh, luật lệ được tôn trọng. Tuy nhiên gần đây hai đảng phái Cộng hòa và Dân chủ, tôi nghĩ rằng họ đã sử dụng mục đích chính trị hơi nhiều trong việc mà gọi là cái thủ tục gọi là impeachment, để truất phế. Đối với tôi thì truất phế một vị tổng thống chỉ nên xảy ra trong trường hợp vị tổng thống đó vi phạm một cái luật hình sự và đã bị khởi tố, bị indict hoặc là bị convict bởi tòa án hoặc là bởi bộ tư pháp, bởi công tố viên đặc biệt indict vị tổng thống đó, thì nên impeach, hoặc là họ có vi phạm một cái điều gì mà gọi là vượt quá cái thẩm quyền của, ví dụ như phản bội tổ quốc. Dạ, trong hiến pháp, hoặc là họ cho thấy là họ bất năng, không có còn đủ khả năng để trở thành tổng thống nữa. Nhưng mà không nên sử dụng những cái quyền vì đảng mình cầm quyền ở quốc hội và dùng cái quyền, cái sự cầm quyền tại quốc hội để áp đảo cái vị tổng thống đương quyền của đảng đối lập để mà đưa ra những cái impeach. Bởi vì có thể nói rằng tất cả những thủ tục impeach từ lúc mà xảy ra dưới thời Tổng thống Bill Clinton cho đến nay, tất cả đều fail, đều thất bại. Không thể nào, nước Mỹ vẫn không thể nào mà có một cái đảng nào mà mạnh đến nỗi nắm 67 ghế trong Thượng viện. Và phải cần tới 67 ghế thì họ mới có thể truất phế được một vị Tổng thống, thì làm sao xảy ra. Thành ra họ biết trước không thể đủ số phiếu để truất phế vị Tổng thống đương quyền, nhưng họ vẫn làm những cái thủ tục đó để làm tổn thương chính trị, để đánh bại cái đảng đối lập, đánh bại vị tổng thống đó về mặt chính trị nhiều hơn. Và những cái lý do mà họ đưa cái vị tổng thống đó ra để truy tố, gọi là làm cái thủ tục mà truất phế đó, thật ra nó cũng không có đủ đáng, và điều đó làm cho cử tri người ta chán ngán, thất vọng. Ông McCarthy tuyên bố điều này về khía cạnh chính trị thì tôi nghĩ đây là một cái cơ hội để ông làm điểm với cử tri, cho thấy vì cử tri họ cũng chán ngán cái chuyện mà sử dụng cái vấn đề impeachment để mà tấn công nhau, để mà chơi nhau giữa hai đảng. Thì nó là một cái phát biểu tôi nghĩ là mang cái tính chất chính trị
nhiều hơn. Nhưng mà dĩ nhiên đảng Cộng Hòa, và đặc biệt nếu mà trong năm 2022 này, nếu đảng Cộng Hòa trở lại nắm quyền tại Quốc hội, và với rất nhiều, nếu mà có rất nhiều những cái vị dân biểu mà gọi là thuộc phái bảo thủ cực đoan, những người đã ủng hộ tổng thống, cựu tổng thống Trump, gọi là phe của tổng thống Trump mà vào trong cái Quốc hội lần này đó, thì họ cũng sẽ tìm cơ hội trả thù. Và dĩ nhiên bất cứ một tổng thống nào họ cũng có những cái sơ hở, những cái sai lầm, và chỉ cần có bất cứ một cái lý do gì thì cái phe đối lập nếu mà nắm quyền Quốc hội, họ vẫn có lý do rất là tốt để làm cái thủ tục trút phế. Nhưng mà nó có đáng hay không, có đúng hay không là một cái chuyện khác. Tôi nghĩ nó tất cả đều là trong mục tiêu chính trị. Trở lại với vấn đề mà của Tổng thống đương quyền Joe Biden, những cái lý do mà đảng Cộng Hòa đang đưa ra đó là những cái sự thất bại của ông tại Afghanistan và trong vấn đề di trú, những điều đó. Tôi thì tôi không ủng hộ Tổng thống Biden, nhưng mà nếu mà phải nhìn nhận thẳng thì những cái điều đó cũng không đáng để gọi là đưa ra một cái thủ tục trút phế Tổng thống. Vì cái quyền thực hiện một chính sách, làm chính sách đó là quyền của vị Tổng thống đó. Đồng ý hay không đồng ý là của Tổng thống đó. Và nếu họ làm thất bại thì cử tri sẽ phán xét, cử tri sẽ quyết định khi bầu cử. Chứ không thể nào mà nó, những cái sự thất bại chính sách nào đó nó không nằm ở trong một cái gọi là intention, một cái cố ý để mà vi phạm pháp luật, để mà vi phạm hiến pháp, thì không có điều gì để gọi là trước phế. Thành ra ông McCarthy, trưởng khối thiểu số của Hạ viện hiện nay, đưa ra một cái điều đó là đúng. Thì tôi không nghĩ rằng những cái điều mà một số dân biểu đảng Cộng Hòa bảo thủ cực đoan đang muốn đưa ra để trước phế Tổng thống Biden. Họ, thực ra họ đã đưa ra rồi, nhưng mà những cái resolution của họ đưa ra đã không được chấp thuận ở tại diễn đàn của Hạ viện là không đúng. Chỉ có khi nào ông phạm tội về hình sự, những cái điều mà sẽ được Bộ Tư pháp hoặc bởi một cái người Special Prosecutor họ quyết định truy tố cái người đó, hoặc là một cái điều gì mà rõ ràng trên hiến pháp người đó đã vượt qua cái thẩm quyền của chức vụ tổng thống, thì mới có nên đưa ra những cái quyết định gọi là cách chức, chứ không nó là waste time của cử tri, của Quốc hội. Thời gian đó Quốc hội có làm được, thể làm được nhiều việc cho dân, cho cử tri, hơn là tranh chấp nhau, đấu đá nhau và tấn công nhau tại diễn đàn Quốc hội. Họ phải mất cả ít nhất 3-4 tháng cho một cái thủ tục cách chức vị tổng thống như vậy, rồi rốt cuộc cũng không đi đến kết quả nào, mà có thể chỉ là một cái điểm chiến, chỉ về mặt chính trị họ chiến thắng ở một cái điểm nhỏ nào đó, nhưng mà cũng không thu hút được cử tri. Cử tri của đảng bên kia sẽ vẫn không phục. Cử tri đảng bên này thì họ đã muốn như vậy, họ đã đồng ý như vậy, chắc chắn là sẽ bỏ phiếu theo đảng của mình. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng những cái thủ tục trước phế tổng thống sẽ có thể tạo một cái sự thay đổi của cử tri đối với vị tổng thống hay đối với cái đảng đó nhiều. Nó chỉ là một cái trò chơi chính trị giữa hai đảng với nhau mà thôi. Thành ra không nên. Và nhưng mà như ông McCarthy ông nói rằng không có dùng cái đó để làm mục tiêu chính trị, nhưng mà không có nghĩa là sẽ không có cái thủ tục truy tố, không phải truy tố, thủ tục cách chức Tổng thống Biden nếu mà đảng Cộng Hòa trở lại nắm quyền đa số. Bởi vì nếu mà có những cái vấp phạm nào khác họ vẫn có thể làm được. Có nghĩa là anh nói là không chính trị, nhưng mà thực ra nó là chính trị. Nó vẫn luôn luôn là chính trị. Bởi vì đúng như anh Hồ Văn Xuân Nhi nói là tất cả những chính sách mà Tổng thống làm ra thì làm sao mình biết được ông nào làm cũng nghĩ rằng mình làm đúng. Yeah. Trừ khi anh chứng minh được là cố tình làm sai. Yeah. Đúng không? Thì nhưng mà... mà cố tình làm sai vì một cái mục tiêu nào khác thì... nó không đúng với pháp luật. Chứ còn nếu cố tình mà họ không... có một cái mục đích chính trị thì cũng không thể kết tội. Nói chung ông Kevin McCarthy bảo là chúng tôi không chính trị. Yeah. Chúng tôi sẽ tìm những cái gì mà sai trái. Đương nhiên ông sẽ phải nói rằng chúng tôi chứng minh được là anh là sai về luật. Còn nếu anh làm chính sách mà nó có những cái mù mờ thì mình không nói. Ừ. Nhưng mà như hồi nãy anh Hồ Văn Xuân Nhi nói đó,
nó vẫn dính vô chính trị, bởi vì những cái chuyện nếu mà ông tổng thống làm sai thì để cho cử tri họ quyết định chứ không phải là bên phía lập pháp, có đúng không? Nhưng mà anh thấy không, anh bảo rằng là anh không đồng ý với những chuyện này, nó mất thời gian, tốn tiền bạc, chẳng ra cái gì hết, và chỉ là côm với mục đích, đích gọi là làm mất uy tín cái ông tổng thống đương nhiệm, có đúng không? Thế thì nhưng mà luật pháp nước Mỹ lại, tôi xin lỗi một câu nha, nó hơi tào lao chỗ này, bởi vì nó không có nói là anh không được chất phế người ta nếu anh không bắt được lỗi rõ ràng. Lần nãy anh Hồ Chí Minh còn nói là phải cơ quan công tố kết tội, kết án này kia, hình sự thì anh chất phế thì ok, cái đó vô tù luôn là không cần chất phế. Thì thưa anh, phải chăng luật pháp của Mỹ vẫn còn kẽ hở trong cái chỗ này để cho các chính trị gia có thể khai thác? Luật pháp của bất cứ một quốc gia cũng vẫn còn kẽ hở mà. Thì anh Hồ Văn Sơn Nhi hôn lại một xíu, chúng ta đi quảng cáo rồi anh sẽ trả lời cái này. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN.